giữa người và đàn. Đấy, đó chính là thầy Long và cây đàn piano Yamaha Tuba MHC. Cây đàn này đã được trang bị bộ tự chơi đời mới và có khả năng thu âm lại những cái phần mà chúng ta đã chơi trước đó, và sau đó chúng ta bấm phát lại để nghe lại hoặc là để thư giãn trong lúc mà chúng ta mệt mỏi hoặc là lúc chúng ta căng thẳng. Như vậy thì là một cái cây đàn Tuba thuộc phân khúc cao cấp của Yamaha. Cây đàn này có gì đáng chú ý? Trước hết cái chúng ta sẽ tìm hiểu cái ý nghĩa của cái từ MHC trong cái tên của cây đàn. MH chính là mahogany, là cái vân gỗ của cây đàn. Vân gỗ nó có màu đỏ, một cái màu nâu đỏ cánh gián đỏ đậm, rất là đẹp và sang trọng. Gỗ mahogany là một trong những loại gỗ đắt tiền nhất trên thế giới thời điểm hiện tại. Phần chân cong C là khớp, nghĩa là phần chân của cây đàn cong, và đi kèm với cây đàn là một cái ghế cũng có phần chân cong tương tự, rất là đồng bộ, rất là đẹp. Cây đàn này thì được đánh giá rất là cao của Hiệp hội Piano Nhật Bản. Họ đã đánh giá cây đàn này được 5 tiêu chí A. Và các bạn có thể scan cái mã QR này trên giờ lịch này thì để các bạn có thể thấy được là cây đàn tờ giấy hoàn toàn nguyên bản. Thì chúng ta sẽ thấy cây đàn này body, tức là phần thân của A, key là phần bàn phím A, pin là phần chốt pin A, action máy A, và soundbox cũng A. Như vậy thì cây đàn này chúng ta có thể thấy là trong điều kiện là như một cây đàn vừa mới xuất xưởng, chúng ta có thể nhìn rất kỹ toàn bộ phần ngoại hình của cây đàn này, và một lát nữa thôi phần máy móc của cây đàn chúng ta sẽ không hề thấy một nhược điểm hay một vết lỗi nào, nó vẫn ở trong trạng thái nguyên bản như ngày cây đàn này mới xuất xưởng. Đấy, cũng đúng thôi, bởi vì với số series là 5,8 triệu thì cây đàn này sẽ được sản xuất gần những năm 2000, mà những cây đàn mà có tuổi đời upright, tuổi đời khoảng 20 năm thì chúng ta cũng coi như một cây đàn mới, hoàn toàn không hề có một lỗi lầm gì về ngoại hình của cây đàn này với các bạn. Đấy, chúng ta nhìn thấy phần dây cũng rất là sáng bóng đẹp, và phần chốt pin thì long lanh. Đấy. Và toàn bộ cả các chi tiết búa và chặn âm này nữa. Đấy. Không hề có một vết xước hẳn. Các nhà kỹ thuật viên đã kiểm tra bên Nhật rất là kỹ và không hề tìm thấy được lỗi nào ở trên cây đàn này. Đồng thời với một cây đàn phân khúc cao cấp thì nắp còn được trang bị cả thể lực. Đó, nó có thể nâng lên hạ xuống một cách rất là êm ái. Dòng Tuba của Yamaha vốn dĩ đã rất là nổi tiếng rồi. Đấy, thì chúng tôi không muốn phải giới thiệu quá nhiều nữa. Chúng ta đang hôm nay nhiệm vụ của chúng ta đó là chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của cây đàn này. Đấy, thật sự rất là tuyệt vời. Các đường vân gỗ lên rất là đẹp và mạnh, và cái họa tiết trang nhã, kể cả rất là xứng tầm đẳng cấp của Yamaha. Đấy. Về cái bộ tự chơi này thì như chúng ta đã vừa nhìn thấy, thầy Long đã thu trước một cái phần ghi âm, cái phần đoạn của thầy và thầy đến cùng nó. Vậy thì cái cơ chế nó làm việc như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ ấn phần record. Đó. Sau đó chúng ta ấn nút play này, sẽ có một tiếng kêu tít. Như vậy, đấy, chúng ta ấn thêm một lần nữa, tổng cộng là ấn 3 lần thì con số này sẽ được chạy. Thì khi đó các bạn sẽ chơi trước
một phần mà các bạn ưa thích. Long sẽ chỉ demo một cái đoạn ngắn thôi, không mất thời gian các bạn. Thì chúng ta ấn nút stop vào đây, thì cái phần chúng ta vừa chơi sẽ được lưu lại vào trong máy này. Đó. Chúng ta chờ cho nó lưu và chúng ta có thể đọc được cái phần lưu số piano của 43. Thì chúng ta sẽ ấn nút play lại. Đó. Thì các bạn sẽ có thể nhìn thấy là cây đàn này sẽ chơi lại cái phần mà các bạn vừa mới ghi âm xong. Đó. Các bạn chờ được một tí. Ghi âm của cái bộ tự chơi này. Và đương nhiên khi nó là một cái bộ tự chơi thì chúng ta cũng vẫn có thể chơi những cái bản nhạc mà ưa thích khác. Chúng ta thấy ở đây đã lưu khá nhiều bản nhạc rồi. Thì tôi đã có làm một cái clip riêng hướng dẫn chơi cái này qua Bluetooth, thì tôi mong các bạn sẽ tham khảo cái clip đó. Tôi sẽ up riêng ngay sau cái clip review về đàn này. Đồng thời các bạn cũng lưu ý là ngoài cái tính năng ghi âm thì ở phía dưới đây sẽ có một cái ổ cắm này, thì đây chính là cái chức năng silent để cho phép chúng ta cắm và lưu giữ lại những cái xin lỗi, để cho phép chúng ta cắm vào và có thể chơi đàn qua headphone không làm ảnh hưởng đến bên ngoài. Đó chính là tính năng của cái đàn tự chơi Q3 1HC này. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau review phần âm thanh như mọi khi. Chúng ta cũng nhìn thấy ngay cả mặt dưới đây rất đẹp, cái đàn cũng rất khó có thể diễn tả hết được cái độ đẹp nào. Thank you.
đàn hoặc là những anh Bão Tố, những cây đàn đã thể hiện rất xuất sắc. Chúng ta cùng nhau nhìn lại một lần nữa cây đàn cao cấp IU3 MHC với chức năng bộ tự chơi. Thì cây đàn đang sẵn hàng tại showroom Piano Gallery cùng với rất là nhiều các cây đàn piano upright đẹp khác. Mong rằng các bạn có thể bớt chút thời gian qua và trải nghiệm trực tiếp cảm giác chơi trên cây đàn đời cao piano upright, quả thật là vô cùng khác biệt. Xin cảm ơn các bạn. Sau đây Piano Gallery sẽ hướng dẫn các bạn dùng cách tự chơi qua Bluetooth, sử dụng điện thoại iPhone, sử dụng app trên iPhone để có thể chơi những bản nhạc bạn yêu thích trên cái cây đàn rất là khủng, rất đẹp Yamaha IU3 MHC trị giá 238 triệu này. Đấy, chúng ta cùng nhau nhìn. Cây đàn đã đi kèm với một bộ tự chơi đời mới nhất. Và ở đây chúng ta sẽ cắm cái thiết bị nhận tín hiệu Bluetooth Doremi đi được tặng kèm khi các bạn mua đàn. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ Đó, chúng ta sẽ download cái phần mềm ở App Store ở App Store có tên là Piano Jukebox. Jukebox. Đấy Đó, Piano Jukebox. rồi Ở đây chúng tôi đã download về rồi. nốt nhạc bạn chỉ việc Sau mở khi mở ra đây, đầu tiên các thì bạn vào cái chúng ta phần sẽ chữ ấn vào cái nút Mi 1 này Mi 1. ở góc dưới bên tay trái. Sau đó chọn cái thiết bị Doremi đi đang not connected này. Các bạn Chín. lưu ý là khi cắm cái này vào thì cái đầu in nó phải vào ô out, còn đầu out thì lại phải vào ô in. Xin nhắc lại, đầu in vào chỗ out, đầu out vào chỗ in thì nó mới hoạt động được. Rồi, bấm thử. Thế sau khi bấm vào cái Doremi đi này, nó sẽ xoay xoay một lúc và sau đó nó đã kết nối. Thì chúng ta sẽ ấn nút đăng. Đấy. Và ra ngoài chọn một nhạc sĩ yêu thích. Như Có rất Beethoven. nhiều nhạc sĩ yêu thích ở đây. Beethoven. Lưu ý là đây là một cái phần mềm ứng dụng mà cho phép chơi sẵn tất cả những bản nhạc cổ điển. Còn bất cứ với file nhạc MIDI nào mà các bạn có thể kết nối được Bluetooth thì nó cũng sẽ đều chơi hết. Đấy, ở đây chúng ta sẽ thử chơi Sonata của cái bộ tự chơi này trên một cái cây đàn nó rất là cao cấp, cây đàn hàng độc của Yamaha luôn. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài khác. Đấy, ta không nghe nữa, ta lại ấn nút pause. Bài nhẹ nhàng chương 1. Chương 1. Tĩnh tĩnh ta sẽ cảm nhận thấy bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm. Cây Tái đàn hiện lại được rất là chuẩn. Cặp cây đàn cả cây đàn cũng có cái tiếng đổi rất là nuột. Trên đây là phần hướng dẫn thu Bluetooth của cây đàn IU3 MHC với vân gỗ mahogany nguyên bản. Bản cực kỳ hiếm, các bạn có thể nhìn thấy đấy, phần gỗ của mahogany rất là đẹp, ở trên mặt trước được trang trí rất là tinh tế và trang nhã, và đặc biệt cái đàn lại đang trong điều kiện hoàn hảo nữa, không biết tiếng đóng thế này do có cái bộ tự sập đấy, đấy. Sẽ sập rất êm ái, sập xong các bạn vẫn nghe được đàn, và các bạn đã nhìn thấy cả nắp đàn rất là đẹp hoàn hảo nữa. Vâng, xin cảm ơn thầy Kiên, chúng ta đã